Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đất nhị màu, trong ngày mà kiếp khó tìm cầu, con nay nghe tái chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhị màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ quyển 7 phẩm 17 thiện tập. Đến đây Đức Như Lai lại dùng kệ nói với địa thần về nhân duyên tỏa trước. Ta xưa từng làm chuyện luân thánh vương, bỏ hết bốn cõi và biển cả luôn, lại vào lúc đó đem bốn thiên hạ chứa đầy trong báu dâng lên chư Phật. Phàm của bố thí đều bỏ Phật quý, chẳng thấy luyến tiếc mà người chẳng bỏ. Ở đời quá khứ trong vô lượng kiếp, cần cầu chánh pháp thường bỏ thân mạng, lại đời quá khứ kiếp chẳng nghĩ bàn. Có Phật Thế Tôn danh hiệu Bảo Thánh, Đức Phật Thế Tôn sau khi niết bàn có vị thánh vương tên là Thiện Tập, ở bốn thiên hạ rất được tự tại, thế lực ca trị tận biển mênh mông. Thành của vua ấy tên Thủy Âm Tôn. Ở trong thành ấy, dạy bảo dân chúng trong giấc mộng đẹp nghe công đức Phật, gặp tỳ kheo tăng tên là Bảo Minh, tiếng nói khéo léo chánh pháp Thế Tôn, gọi là kinh điển kim quang phi diệu, sáng như mặt trời chiếu soi khắp vùng. Vô chuyện luôn đó, mơ việc này xong, tức thời tỉnh giấc, thân tâm vui mừng, rời khỏi cung điện đến chỗ tăng phường cúng dường cung kính. Những đại thánh tăng hỏi các đại đức, trong đại chúng này thì kheo tăng nào tên là Bảo Minh thành tựu tất cả các công đức chăng? Bây giờ Bảo Minh ở trong một động ngồi yên bất động, tư duy chánh niệm tụng đọc kinh điển kim quang minh này. Có tỳ kheo tăng đem vị vua đó đến chỗ Bảo Minh nơi vị ấy ở. Lúc này Bảo Minh ở tại trong động, hình tướng đặc biệt uy đức cao vời. Vị ấy tâu vua, người trong hang này là người ngài hỏi. Tỳ kheo Bảo Minh tu tập công hạnh chư Phật sâu xa tên Kim Quang Minh, vua của kinh điển. Đức vua Thiện Tập tức thời lễ kính tỳ kheo Bảo Minh và thưa như vậy: mặc như trăng rằm uy đức cao vời, xin nguyện vì trọng diễn bày tuyên dương Kim Quang Minh đó, vua của các kinh. Tôn giả Bảo Minh nhận lời vô tỉnh, vì vua giảng tuyên Kim Quang Minh đó, tam thiên đại thiên thế giới chư thiên biết sẽ nói pháp nên rất vui mừng. Ở chỗ tinh khiết vi diệu sạch trong, đủ loại trân bảo đã đầy mặt đất, nước thơm thượng diệu dùng nước tưới lên trên, tôn cát hoa đẹp ngập tràn chỗ ấy. Nhà vua lúc đó tự bày pháp tọa, treo cờ phướng lộng, dùng báu trang hoàng, đủ loại vi diệu hương bột đặc biệt đều cùng tung lên tòa cao đại pháp. Tất cả hàng trời rồng và quỷ thần, ma hầu la già và khẩn đa la, trên trời mua xuống hoa mạng đà la, đã khắp pháp tòa tràn đầy nơi ấy, chẳng thể nghĩ bàn. Trăm ngàn phản ức nay do tha lần, do lượng chư thiên cùng hội nơi ấy. Nơi nói pháp này, lúc đó Bảo Minh liền ra khỏi động, tức thời chư thiên dùng hoa ta la tung lên cúng dường tỳ kheo Bảo Minh. Bảo Minh lúc đó tắm sạch thân mình, mặc áo sạch đẹp đến chỗ pháp tòa chắp tay kính lễ. Tòa pháp cao đó, tất cả vua trời và chúng trời người rưới hoa mạng đà, cả hoa đại mạng do lượng trăm ngàn, đủ loại nhạc cụ ở trong hư không tự kêu chạm tấu. Thì kheo Bảo Minh vì sẽ nói pháp liền lớn tòa cao và người kiết già, liền niệm mười phương chẳng thể nghĩ bàn, do lượng ngàn ức chư Phật Thế Tôn đối với chúng sinh khởi tâm đại bi. Khu vực thống lãnh của vua Thiện Tập như được soi sáng mặt trời mặt trăng, vì nói chánh pháp liền vì đại vương giảng bày tiếng nói kinh vi diệu này. Đại vương khi đó vì nghe pháp nên trước tỳ kheo ấy chắp tay đứng gần mà nghe chánh pháp, ngợi khen hay thay, lòng vô buồn thương chan hòa nước mắt, liền lại vui mừng tâm ý phấn chấn vì muốn cúng dường kinh điển này vậy. Bây giờ liền lấy Ngọc Châu như ý vì các chúng sinh phát nguyện rộng lớn, nguyện ngày hôm nay ở Diêm Phù Đề mưa xuống vô lượng đủ loại ngọc báu, bài báu quý lạ, chuỗi đẹp ngọc đẹp, chuỗi ngọc đẹp đẽ, do nhân duyên trên khiến cho vô lượng tất cả chúng sinh đều được an lạc. Lúc ấy lập tức mưa xuống bài báu, những loại trang sức, mẫu trời hoa tai, đủ loại chuỗi ngọc, tòa báu vị ngon đều xuống mạng khắp. Trong bốn thiên hạ, nhà vua Thiện Tập liền đem vô lượng bảy báu chứa trong bốn thiên hạ đó đi theo trong di giáo Bảo Thắng Thế Tôn.
đem dùng bố thí cúng dường tam bảo. Tỳ kheo vị vua nói pháp lúc ấy: đến nay hiện tại A Xuất Thế Tôn, có vô tiện tập người nghe pháp trên, nay thân ta đó là Tích Ca Văn. Ta vào lúc ấy bỏ cả gian sang, báu đầy bốn cõi đem bố thí mong, được nghe kinh điển Vi Diệu Kim Quang. Nghe kinh đó xong, khen ngợi hay thay, do nghiệp nhân duyên của căn lành ấy, thân sắc vàng rộng, trăm phước trang nghiêm, thường được không lượng trăm ngàn vạn ức những loài chúng sinh ưa thích chiêm ngưỡng. Người được thấy xong không hề nhàm chán, chín chín ức ngàn kiếp đời quá khứ, ta thường được làm vô chuyển luân thánh, cũng ở không lượng trăm ngàn ức kiếp làm vua thống lĩnh những vua nước nhỏ trong vô số kiếp, từng được làm vị Tích Đề Hoàng Nhân, là vô tịnh vạn, lại gặp Thế Tôn những đấng thập lực, số ấy không lượng chẳng thể xưng kể, đạt được vô biên vô lượng công đức, đều do nghe kinh và khen lành ngất thay. Như ta ước nguyện thành tựu Bồ Đề và thân chánh pháp, ta nay đã được. Phẩm 18 Quỷ Thần. Đức Phật bảo trời công đức: đã có thì nam thì nữ muốn dùng Phật phẩm cúng dường với diệu, chẳng thể nghĩ bàn để cúng dường các Đức Phật Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện tại, và muốn được biết hành xử sâu xa của các Đức Phật ba đời, thì người đó nên phải nhất định chí tâm, tùy theo chỗ có kênh này lưu truyền, hoặc thành ấp xóm làng, nhà cửa, chỗ trống, chánh niệm chẳng loạn động, chí tâm nghe kinh điển ví dụ này. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này, mà nói kệ: nếu muốn cúng dường tất cả chư Phật, muốn biết hành xử ba đời chư Phật, cần phải đến thành ấp xóm làng đó, nơi có kinh này hết lòng nghe nhận, kinh vi diệu đó chẳng thể nghĩ bàn, biển cả công đức vô lượng vô biên, hay khiến tất cả chúng sinh giải thoát qua biển các cõi vô lượng khổ đau. Kinh này sâu xa, đầu giữa và sau chẳng thể nói năng thí dụ so sánh, vì các sông Hằng, bụi trần đại địa, nước biển mênh mông, tất cả các núi, những vật như trên chả ví dụ được. Người nghe kinh này điền vào pháp tánh an trụ sâu xa trong pháp tánh như, tức là ở trong kinh Kim Quang Minh, mà được thấy ta Thích Ca Mâu Ni thì chẳng nghĩ bàn. Trong vô số kiếp sinh trong trời người, thường được an lạc, nghe được kinh này có thể thân hiểu, như vậy vô lượng chẳng thể nghĩ bàn công đức phước tụ đều đã được liền, tùy theo chỗ đến hoặc trong gió tuần, lửa được khắp nơi đều vượt qua được, hoặc đến xóm làng chỗ A Lăng Nhã, đến chỗ pháp hội hết lòng kính nhận lắng nghe kinh đó. Ác mộng thuốc độc hết thảy vì sao, thay đổi tai họa tất cả việc ác vô diện không còn. Ở chỗ nói pháp trên tòa hoa sen, nói kinh điển đó đọc tụng ghi chép, nghe nói pháp đó nếu xuống pháp tòa, bây giờ đại chúng còn thấy nơi tòa vẫn có người nói hoặc Phật Thế Tôn, hoặc thấy tượng Phật hay tượng Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, Sư Lợi, Đại Sĩ Di Lặc và những sắc hình, thái độ mọi thứ việc làm đã xong, liền được diệt hết như trước không khác. Hoàn thành như vậy, những công đức ấy được Phật Thế Tôn hết lời ngợi khen, uy đức tướng mạo vô lượng vô biên, có danh xưng lớn để lui oán địch, giặc cướp phương khác, khiến cho tan rã nhiều sức dũng mãnh, phá tan thù địch, ác mộng phiền não vô lượng nghiệp ác, việc dữ như vậy thể đều diệt tan. Nếu vào quân trận thường thắng đối phương, tiếng khen vang khắp cõi Diêm Phù Đề, cũng giỏi phá tan tất cả oán thù, xa lìa các ác, tu tập việc lành, vào trận được thắng lòng thường vui mừng, vô trời đại phạm, tam thập tam thiên, bốn du hộ thế, kim cang mở tích, các vua quỷ thần, đại tướng tán chỉ, quỷ thiền na anh, già khẩn na la, rồng a nậu đạt, vua ta kiệt la, vua a tô la, vua ca lô la, thiên thần đại biện và trời công đức. Nhờ thiên thần ấy là bậc đứng đầu, thường phải cúng dường nguyện nghe pháp đó, xin chẳng nghĩ bàn tư tưởng pháp tháp, chúng sinh thấy liền cung kính hoan hỷ, và các thiên vương cũng đều suy nghĩ nói với nhau rằng: nơi chúng sinh đó uy đức không lường đều đã thành tựu, nếu ai đi đến với pháp hội ấy thì người như vậy thiện căn bậc thường, nếu người nghe được kinh điển sâu xa thì nên đi đến chỗ hội pháp thất chân. Lòng sinh chánh tính chạy thể nghĩ bàn cúng dường cúng kính tháp pháp vô thượng, đại bi như vậy lợi ích chúng sinh, tức là bảo khí pháp sâu không lường,
tại nhập pháp tánh vô lượng vô thường sâu xa. Nhờ tâm thanh tịnh nghe kinh điển ấy, những người như vậy đều đã cúng dường trăm ngàn chư Phật quá khứ không lường do nhân duyên đó vô lượng căn lành nên sẽ nghe nhận kinh Kim Quang Minh. Chúng sinh như vậy thường được không lường cái tiên thần vua thương kính hộ trì vốn vô hộ thế đại biện công đức vô lượng quỷ thần và các lực sĩ ngày đêm tinh cần ủng hộ bốn phương tích đề hoàng nhân và trời nhật nguyệt vua diêm ma la cái thần gió nước thiên thần vi đà nhà trời tỳ nỉu thiên thần đại biện vua trời tự tại thần lửa vân vân đại lực dũng mãnh thường hộ thế gian ngày đêm không trời quỷ thần đại lực dạ na la diên mê tụ la 28 bộ đứng đầu tán chỉ trăm ngàn quỷ thần thần túc đại lực hộ người nghe kinh khiến họ chẳng sợ kim cang mật tích đại quỷ thần vương và quyến thuộc họ 500 đồ chúng tất cả đều là hàng đại bồ tát cũng đều ủng hộ người nghe pháp trên mani bạc đà đại quỷ thần vương phú na bạc đà và kim tỳ la a la bà đế tân đầu lô đà đại thần hoàng đầu mỗi một các thần đều có 500 quyến thuộc quỷ thần cũng thường ủng hộ người nghe kênh đó chất đa tư na du a tu la và càng tác bà na la la xà kỳ na sa bà mani càng đà và ni càng đà đấy thần chủ vỗ thần đại thực phẩm maha già tra thần kim sắc phát quỷ thần bán kỳ và bán chi la sa bát la bà có đại uy đức thần bà na lợi đàm ma bạc la ma kiệt bà la quỷ thần chấm phát tú lợi mật đa lạc na sĩ sa maha bana và quân đại già kiếm ma sa đế là có đại thần sa la mật đế em ma bạc đà tá đa kỳ lê những thần như vậy đều có không lượng thần thúc đại lực thường xuyên ủng hộ người đã nghe nhận kinh vi diệu đó. Vua Nộ Đạt và Ta Dạ La, Vua Mục Chân Lân và Y La Bát, Long Vương Nan Đà và Bạc Nan Đà, có như vậy những trăm ngàn Long Vương dùng thần lực lớn tường đến ủng hộ, người nghe kinh đó chẳng rời ngày đêm. Ba Lợi La Hầu và Vua A Tu La Tỳ Ma Chất Đa và Dĩ Mậu Chỉ, Diêm Ma Lị Tử, Ba Ha Lị Tử, Khư La Ương Đà và Dĩ Kiền Đà, những vị đó là Vua Atula có thần lực lớn thường đến ủng hộ người nghe kênh đó chẳng rời ngày đêm. Hà Lê Đế Nam cùng mẹ con quỷ và 500 thần thường đến ủng hộ người nghe kênh đó hoặc thức hay ngủ. Chiến Đà Bạc Lợi nữ đại quỷ thần Cư La Đàn Đề nuốt tinh khí người, những thần như vậy đều có lực lớn thường xuyên ủng hộ mười phương thế giới. Người thọ trì kinh thiên thần đại biện do liệu thiên nữ và trời công đức được công quyến thuộc địa thần kiến lao gieo trồng vườn trần đại thần quả thật những thần như vậy lòng sinh vui mừng đều đến ủng hộ yêu thích thân gần với kênh điện đó đối với chúng sinh tăng thêm tuổi thọ uy mạo công đức trang nghiêm bội thường hết thảy vì sao biến đổi tai họa đều có thể diệt không có sót còn. Đêm nằm ác mộng, tỉnh thức lo buồn, việc ác như vậy thể đều diệt ta. Địa thần lực lớn, thế lực mạnh mẽ, mà lực kinh đó có thể đến biến vị. Đại địa như vậy, đến kim cang tế, gồm 16 vạn 8 ngàn gió tuần khí vị trong đó, không đâu chẳng có đều khiến trào dâng, thấm nhuần chúng sinh sức mạnh kinh đó hay khiến mùi đất, bậc đất trào lên. Dạy trăm gió tuần khiến cả chư thiên được vị tinh khiết tăng thêm thân lực an lạc vui mừng tất cả các thần trong cõi diêm phù lòng sinh hoan hỷ an lạc không lường nhờ lực kinh đó chư thiên vui mừng trăm thứ lúa gạo đều được gia tăng dường tược rừng rậm có hoa nở rộ hương thơm sực nức lan tỏa khắp cùng trăm loạn cây cối sinh trưởng tươi tốt thân cây mềm mại không có vẹo cong cõi diêm phù đề đều có lông nở số ấy vô lượng chẳng thể nghĩ bàn lòng sân hoa nghỉ rất đổi vui mừng ở khắp mọi nơi a hoa trang nghiêm ở trong ao ấy nở đủ loại hoa hoa ưu bát la hoa ba đầu ma hoa
ở câu Phật đầu hóa phân đại lợi, ở con niệm mình tiêu trừ mấy mù, khiến trong hư không không có bụi bặm, các phương trong suốt, tịnh khiết sáng ngời, nhập phương rực rỡ, phóng ngàn ánh sáng, hoan hỷ vui mừng xoa chỗ che tối, vàng diêm phù đèn dùng làm cung điện, và ở trong ấy uy đức không lường, tiên tượng mặt trời và cả nguyệt tiên nghe được kênh đó tinh khí đầy tràn, nhật thiên tự đó mọc ở diêm phù, lòng sinh hoan hỷ phóng ra không lường, lưới sáng ánh sáng xoay khắp các phương, ngay khi xuất hiện phóng ra lưới sáng mà bày vô số những em hoa sen, có diêm phù đề quả trái không lường, tùy thời chính già no đủ chúng sinh, lúc đó nhật nguyệt chiếu soi đặc biệt, vì sao vận hành chẳng xa quỷ đạo, gió mưa đúng tiết dầu thịnh đông đúc, quả báo nhiều hơn không gì tiêu tốn, kinh điển vi diệu kim quang bên này, tùy chỗ lưu hành tùy nơi độc tùng, cả nước cảnh giới được tăng lợi ích, như đã nói trên vô lượng công đức. Phẩm 19 tòa ký. Bấy giờ Đức Như Lai vị Bồ Tát tính tướng này và hai con của Bồ Tát là Ngân Tướng và Ngân Quang, thọ ký thành vô thượng chánh đại chánh giác. Lúc đó liền có 10.000 vị thiên tử mà uy đức sĩ vương đứng đầu, đều từ cõi trời đáo lợi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân, lùi về ngồi một bên. Lúc ấy Đức Phật bảo Bồ Tát tính tướng: giờ đời vị Lai trải qua vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vô số kiếp chẳng thể tính kể, ở thế giới kim chiếu ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Kim Bảo Cái Sơn Phương Như Lai, ứng cúng chế biến tri, minh hành tốt thiện thể tới chân trải, do thượng sĩ đường ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Cho đến sau khi Đức Phật này nhập niết bàn, chánh pháp tượng pháp đều diệt hết rồi, con trường dạng Ngân Tướng sẽ ở cõi này thành Phật kế tiếp. Thế giới ấy bấy giờ đổi tên là Tịnh Tràng, Đức Phật hiệu là Diêm Phù Đàn Kim Tràng Quang Chiếu Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiện tệ tới giảng giải, do thượng sĩ triệu ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Rồi cho đến sau khi Đức Phật này nhập niết bàn, chánh pháp tượng pháp đều diệt hết rồi, con thứ Ngân Quang lại được thành Phật kế tiếp. Tên gọi thế giới như cũ không khác, Đức Phật hiệu là Kim Quang Chiếu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiện tệ tới giảng giải, do thượng sĩ triệu ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. 10.000 thiên tử này nghe ba vị đại sĩ được tỏ ký là nghe kinh Kim Quang Minh như vậy, nghe rồi họ nghĩ phát sinh lòng ân cần tôn trọng, tâm họ không dơ uế như lưu ly trong sạch, thanh tịnh không ăn nại như hư không. Bây giờ biết căn lành của 10.000 thiên tử đó đã thành tục, Đức Như Lai liền tỏ ký đạo quả Bồ Đề cho họ. Này những thiên tử, vào đời vị Lai trải qua A Tăng Kỳ trong ngàn vạn ức na vô tha kiếp, ở thế giới này các ông sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cùng ở chung một nhà, một họ, một tên hiệu là Thanh Mục Ưu Bát La Hoa Hương Sơn Như Lai, ứng cúng chế biến tri, minh hành tốt thiện thệ tới giảng giải, do thượng sĩ đường ngự trụng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Như vậy theo tư lớp xuất hiện ở đời thường có một vạn Phật. Lúc ấy thần cây Bồ Đề đạo tràng tên là Đẳng Tăng Ích Bạch Đức Phật Bạch Thế Tôn. 10.000 vị tiên tử này ở cung Đao Lợi vì nghe pháp nên đến tập hợp nơi đây. Sau Đức Như Lai liền tỏ ký cho họ: Bà Thế Tôn, con chưa từng nghe những vị tiên tử đó tu hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, cũng chưa từng nghe xả bỏ tay chân động mắt tủy não vợ con yêu, của báu lúa gạo lụa là vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, trân châu san hô ngọc can ngọc bích, đồ ăn thức uống ngon lành, y phục giường nằm thuốc thang trị bệnh, gió ngựa xe cổ cung điện nhà cửa giường rừng suối ao tôi trai tớ gái, như vô lượng trong ngàn bồ tát khác đem vô số của cải cung kính cúng dường, vô lượng trong ngàn nhãn ức na cho tha các đức phật tế tôn đời quá khứ. Như vậy ở đời bồ tát ở đời vị lai cùng sẽ bỏ vô lượng vật quý trọng đầu mắt não tủy và con yêu quý, của báu lúa gạo lụa là cho đến nô bọc. Theo thứ tự tu hành thành tựu đầy đủ sáu pháp ba la mật, thành tựu phải rồi, tu hành hoàn bị khổ hạnh trải qua vô lượng vô biên số kiếp kiếp số, sau đó mới được thọ ký đạo Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, những thiên tử đó vì nhân duyên gì tu hành những căn lành thù thắng vi diệu nào mà từ trời kia đến tạm được nghe pháp liền được thọ ký, nguyện xin Đức Thế Tôn vì con giải nói đoạn trừ lưỡi nghi của con.
Bây giờ Đức Phật bảo tầng cây này thiền nữ thiên họ đều có nhân duyên, có căn lành vi diệu, đã theo tướng tu hành. Vì sao? Vì do những thiên tử này ở chỗ trú xứ lại bỏ niềm vui năm dục, đã nghe kênh kim quang bên này, đã nghe pháp rồi, đối với kênh này tình tâm ân cần tôn trọng theo đúng lời dạy tu hành, lại được nghe lời tọa ký của ba đại bồ tát này, cũng do nhân duyên tự nguyện phát tâm xưa ở đời quá khứ, vậy nên ta nay cùng đều cùng tọa ký, giờ đời vị la sẽ thành vô thượng thiên đàng chánh giác. Phẩm 20 trừ bệnh. Đức Phật bảo thần cây bồ đề đạo tràng: Này thị nữ tiên, hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, ta sẽ vì người chuyển nói nhân duyên tự nguyện tuổi xưa, tuổi quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn a tăng kỳ kiếp. Bây giờ có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Bảo Thắng Như Lai, ứng cúng cho biến tri. Minh hành tốt thiện tệ tới gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự đường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Này thị nữ tiên, bây giờ Đức Phật đó sau khi nhập Niết Bàn, chánh pháp diệt rồi, ở trong thời tượng pháp, có vị vô tên là Thiên Tự Tại Quang tu hành theo chánh pháp, theo đúng như pháp trị đời, nhân dân hòa thuận, hiếu dưỡng cha mẹ. Trong nước vị vua đó có một đạo ông trưởng giả tên là Trì Thủy, giỏi biết phương thuốc cứu các bệnh cổ, phương tiện khéo léo, biết sự tăng giảm của bốn đại. Này thì nữ thiên, bây giờ trong gia đình đại trưởng giả Trì Thủy sinh đứa con sau cùng tên là Lưu Thủy, tướng mạo thù thoáng đoan chánh đệ nhất, hình sắc vi diệu, uy đức đầy đủ, bẩm tính thông tuệ, hiểu thông các luận, khéo đủ các nghề, văn chương tính toán không gì chẳng thông đạt. Bây giờ ở đất nước ấy có họa dịch bệnh, có vô lượng trăm ngàn những chúng sinh đều không thoát khỏi vì các khổ não bức bách. Này thì nữ thiên, con trưởng giả là Lưu Thủy thấy vô lượng trăm ngàn chúng sinh chịu những khổ não đó, nên vì những chúng sinh này mà sinh lòng đại bi, nên khởi tư duy này. Như vậy vô lượng trăm ngàn chúng sinh đang chịu các khổ não, trưởng giả cha ta tuy giỏi phương thuốc trị bệnh, có thể cứu các khổ, phương tiện khéo léo, biết sự tăng giảm của bốn đại, nhưng tuổi đã già cả, suy yếu cằn cỗi, da dẻ nhăn nheo, mặt mày dày, giấm gió, khô gầy, run rẩy đi lại nhờ vào cây gầy, không đốn mệt mỏi, chẳng thể đi đến những thành ấp xóm làng kia. Và nơi đó, vô lượng trăm ngàn chúng sinh đang gặp bệnh nặng, không ai có thể cứu chữa. Tại đây đến chỗ phụ thân đại hỏi thăm phép bí mật của phương thuốc trị bệnh, hỏi thăm để biết rồi, ta sẽ đi đến từng nhà của thành ấp xóm làng mà trị liệu những bệnh nặng cho các chúng sinh, khiến cho họ đều được thoát khỏi vô lượng đau khổ. Con trưởng giả suy nghĩ vậy rồi liền đến chỗ của cha, đoan mặt sát đất làm lễ cha, dùng tay lui lại đứng và dùng kệ hỏi cha về sự tán giảm của bốn đại. Làm sao biết được bốn đại các căn suy tồn nối nhau mà bệnh phát sinh? Làm sao biết được thời tiết uống ăn, nếu món đã ăn lửa thân chẳng diệt? Làm sao biết được trị nhiệt và phong, nước quá bệnh phổi và bệnh nặng phân? Khi nào động phong, khi nào động nhiệt, khi nào động nước, tổn hại chúng sinh. Người cha trưởng giả dùng lời kề tùng và nói y phương mà đáp con rằng: Ba tháng mùa hạ, thu ba tháng tròn, ba tháng mùa đông, ba tháng mùa xuân là 12 tháng. Nếu nói ba tháng theo số như trên, một năm bốn mùa. Nếu nói hai tháng đầy đủ sáu mùa. Ba tháng vốn nhiếp, hai tháng hiện thời, theo thời tiết đó, tiêu tức uống ăn, có thể ít thân. Y phương đã nói, theo mùa trong năm, các căn bốn đại thay thế giảm tăng, khiến thân bị bệnh, có thầy thuốc giỏi tùy thuận bốn mùa. Ba tháng dưỡng châm, điều hòa bốn đại, theo bệnh uống ăn và dùng thuốc thang. Kẻ nhiều bệnh phong, mùa hè phát bệnh. Người nhiều bệnh nóng, phát bệnh thu sang. Người bệnh đẳng phân, mùa đông phát bệnh. Người bị bệnh phổi, mùa xuân bệnh tăng. Người có bệnh phong, mùa hạ nên uống nước béo mỡ màng, và ăn và món ăn nóng. Người có bệnh nóng, thu uống lạnh ngọt. Bệnh đẳng phân dùng béo ngọt mùa đông. Bệnh phổi xuân uống béo nóng cay nồng.
Sau khi ăn no, bệnh vội phát sinh. Đến khi bụng đói thì bệnh nóng phát. Sau thức ăn tiêu thì phát bệnh phong. Như vậy bốn đại, ba mùa phát sinh, ốm gầy bệnh phong, bồi dưỡng bán sữa. Bệnh nóng thuốc thang. Uống hai lê lạc, bình đẳng phân nên uống ba thứ thuốc, đó là ngọt cay và cả váng sữa. Bệnh phổi nên dùng thuốc thang đúng lúc. Nếu bệnh nóng phong, bệnh phổi đặng phân, trái mùa mà phát phải nhờ thầy thuốc. Tùy bệnh liệu lượng ăn uống thuốc thang. Này thì nữ thiên bây giờ có trượng giả là lưu tủy, ở người cha đời thầy thuốc. Về sự tăng giảm của bốn đại, nhân đó được rõ tất cả phương thuốc. Còn ông trưởng giả ấy biết phương thuốc rồi, đi đến khắp trong nước thành ấp xóm làng và khắp nơi, tùy theo chỗ có chúng sinh, bệnh khổ, dùng lời dịu dàng an ủi dỗ dành như vậy. Ta là thầy thuốc, ta là thầy thuốc, ta biết rành các phương thuốc. Nay sẽ bị các người trị liệu cứu giúp, khi cho tất cả đều khỏi bệnh. Này thì nữ thiên bấy giờ chúng sẽ nghe con ông trưởng giả dùng lời dịu dàng an ủi dỗ dành, bởi vì họ trị bệnh nên lòng họ hoan hỷ, hớn hở khôn xiết. Có trong ngàn vô lượng chúng sinh bị bệnh rất nặng, được nghe lời nói đó, lòng sinh hoan hỷ, đủ thứ bệnh hoạn liền được khỏi, bình phục như cũ, khí lực sung mãn. Này thì nữ thiên lại có vô lượng trong ngàn chúng sinh bệnh khổ sâu nặng khó trừ khỏi, họ cùng đến chỗ con ông trưởng giả. Con trưởng giả liền cho họ thuốc hay và bảo uống, uống rồi bệnh được trừ khỏi, cũng được bình phục. Này thì nữ thiên, con trưởng giả đó ở trong nước ấy trị bệnh cho mọi người, khi bệnh khổ của chúng sinh đều được trừ khỏi. Phẩm 21. Con ông trưởng giả Lưu Thủy. Đức Phật bảo thần cây, bây giờ con trưởng giả tên Lưu Thủy ở trong nước thiên tự tại quan phương, trị vô lượng bệnh khổ của tất cả chúng sinh rồi, khi cho thân thể họ bình phục như cũ, đạt được an lạc. Gia bệnh được trừ nên họ tạo ra nhiều phước nghiệp, tu hành bố thí, tôn trọng cung kính con trưởng giả này và nói hay thay: thưa trưởng giả, trưởng giả đã tăng trưởng thêm việc phước đức, có thể tăng thêm cho chúng sinh tuổi thọ công lượng. Trưởng giả chân thật là bậc đại y phương, giỏi trị liệu vô lượng bệnh nặng của chúng sinh. Trưởng giả nhất định là Bồ Tát biết rành các phương thuốc. Này thì nữ thiên, con trưởng giả đó có người vợ tên là Thủy Không Long Tạng, sinh được hai đứa con, một tên là Thủy Không, hai tên là Thủy Tạng. Con trưởng giả đem theo hai người con đó từ lúc đi qua những thành ấp xóm làng, sau cùng đến trong một khu rừng lớn trống không, có nhiều hổ sói, chó, những loài chim thú ăn thịt uống máu, tất cả đều chạy nhanh về một hướng. Con trưởng giả khởi lên suy nghĩ: như là cầm thú này vì những do gì mà chạy nhanh về một hướng, ta phải đuổi theo sau mà quan sát chúng. Con trưởng giả liền đuổi theo chúng thì thấy có một cái ao, nó trong ao ấy khô cạn mà ở trong ao có nhiều loài cá. Con trưởng giả thấy số cá đó rồi phát sinh lòng đại bi, có vị thần cai thì nội thân nói: hay thay, hay thay, thưa đại thiện nam, số cá này thật đáng thương, nên có thể cho chúng nước. Vì thế tên ngài gọi là Lưu Thủy. Là có hai duyên cớ để gọi là Lưu Thủy: một là có thể khiến nước chảy, hai là có thể cho nước. Ngài lấy cần phải theo danh mà định thật. Con trưởng giả hỏi vị thần cây: số cá này là bao nhiêu con? Vị thần cây đáp: số cá ấy đầy đủ là 10.000 con. Này thì nữ thiên, bây giờ ông Lưu Thủy nghe số lượng cá đó rồi là sinh lòng đại bi, tăng thêm gấp bội phần. Này thì nữ thiên, cái ao trống không này bị phơi dưới ánh mặt trời, chỉ còn chút ít nước. 10.000 con cá này sắp vào cửa chết, vùng vẫy khắp bốn hướng. Nhìn thấy ông trưởng giả đó, lòng chúng mong được giúp đỡ. Trưởng giả đi đến đâu, chúng đều dõi mắt nhìn theo, chưa từng rời bỏ. Lúc đó ông trưởng giả chạy khắp bốn phía tìm kiếm nguồn nước, nhưng không có. Ông liền nhìn lại bốn bên, thấy có cây đại thọ, liền lấy cành lá đem đậy trên ao để tạo ra bóng mát. Chỉ bóng mát rồi, ông lại tìm kiếm xem nước trong ao này vốn từ đâu đến. Ông lại đi khắp bốn hướng để tìm kiếm, nhưng không biết chỗ nguồn nước. Ông lại nhanh chóng chạy rất xa,
Đến chỗ khác thì thấy một dòng sông lớn tên là Thủy Sinh. Bấy giờ lại có những người ác khác vì bắt những con cá này nên ở chỗ thượng lưu treo leo hiểm trở, thả bỏ nước ấy chẳng cho chảy xuống. Nhưng chùa ta nước ấy treo leo hiểm trở đó khó đắp lại. Nếu phải tu sửa thì tính ra đã qua 90 ngày mới trăm với 100.000 nhân công, còn chẳng thể thành, huống gì là một mình ta. Con trưởng giả mau chóng trở về đến cho vị đại vương lễ lạy rồi lui ra ngồi một bên, cho tay hướng về vua nói lên nhân duyên ấy: thần vì nhân dân của đất nước đại vương trị liệu đúng thứ bệnh. Rồi dân chờ đi đến vùng rừng cây cây không kia, thấy có một cái ao mà nước ao khô cạn, có 10.000 con cá bị phơi dưới ánh nắng mặt trời. Hôm nay chú khốn khổ sắp chết, chẳng còn sống được bao lâu. Nguyện xin đại vương cho thần mượn 20 con voi lớn để chở nước cứu mãi số cá đó, như thần đã ban tuổi thọ cho những người bệnh. Bây giờ đại vương liền ra lệnh cho đại thần mau chóng cung cấp. Bây giờ vị đại thần phụng mệnh lệnh của vua nói với trưởng giả: hay thay thưa đại sĩ, nay đại sĩ tự mình đến chuồng voi tùy ý chọn lấy để làm lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng được an lạc. Lúc đó ông Lưu Tủy và hai con của mình đem 20 con voi lớn và theo những người trong thành đã được trị bệnh mà tìm mượn túi da, rồi sau rồi mau chóng đi đến chỗ tháo nước ở thượng lưu của dòng sông kia, lấy đầy những túi nước cho voi chở, nhanh chóng chạy gấp trở lại cái ao rỗng không. Từ trên lưng voi hạ những túi nước xuống rót vào trong ao, nước liền đầy tràn gấp trở lại như cũ. Con ông trưởng giả đi quanh ở bốn bờ ao, bấy giờ những con cá đó cũng mang theo vờ mà đi theo. Con trưởng giả lại suy nghĩ: những con cá này sao lại đi theo ta? Nhất định chúng bị sự não hại của luồng đói, là muốn theo ta tìm kiếm đồ ăn thức uống. Từ nay phải cho chúng. Này thì nữ thiên, bây giờ con trưởng giả Lưu Thủy bảo hai con của mình, các con lấy một con voi mạnh nhất, mau chóng đến trong nhà thưa với ông nội là vật có thể ăn được có trong nhà, thậm chí phần ăn uống của cha mẹ và cả phần của vợ con nô tỳ, gom góp tất cả chở hết lên lưng voi và cấp tốc quay trở lại đây. Bây giờ hai người con theo đúng như lời dạy bảo của cha, cưỡi con voi lớn nhất đi về trong nhà thưa với ông nội của mình về những việc như trên. Khi ấy hai người con tôi lấy những vật có thể ăn được trong nhà, chở hết lên lưng voi, mau chóng trở lại chỗ của cha. Đến ao trống không, con trưởng giả thấy con mình trở lại, lòng sinh vui mừng hớn hở không lường, lên bên cạnh con lấy đồ ăn uống tung xuống ao trong ao cho cá ăn. Rồi ông liền tự suy nghĩ: hôm nay đã có thể cho cá này ăn, khiến cho chúng no đủ, đến đời vị lai ta sẽ bố thí cho chúng pháp thực. Ông lại suy nghĩ: ta từng nghe được quá khứ ở chùa Thanh Vắng có một vị tỳ kheo đọc tụng kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Trong kinh ấy nói, nếu có chúng sinh lúc sắp mạng chung được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Bảo Thắng thì liền sinh lên trời. Ta này sẽ bị người 10.000 con cá này mà giải nói 12 nhân duyên sâu xa, và cũng sẽ xưng nói danh hiệu Đức Phật Bảo Thắng. Trong cõi giới Phù Đề có hai hạng người, một là người tinh sâu Đại Thừa Phương Đẳng, hai là người dơ bay chẳng hề tinh ưa. Con trưởng giả suy nghĩ, ta nay phải vào trong ao nước vì những con cá này nói pháp sâu xa vi diệu, tư duy như vậy rồi ông liền vào ao nước nói như vậy: Nam mô quá khứ Bảo Thắng Như Lai, ứng cúng thiên biến tri, minh hành tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Bảo Thắng Như Lai vốn thuở xưa khi tu hành đạo Bồ Tát đã phát tâm nguyện: nếu có chúng sinh ở 10 phương thế giới lâu sắp mạng chung mà nghe danh hiệu của ta thì sẽ khiến cho những người đó mạng chung, rồi liền được sinh lên trời tam thập tam. Bây giờ ông Lương Thủy lại vì số cá đó và nói diệu pháp sâu xa như là vô minh chuyên hành, hành chuyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử ưu bi khổ tụ. Này thì nữ thiên, bây giờ con trưởng giả tên Lưu Tủy và hai con của mình nói pháp đó rồi liền cùng trở về nhà. Con trưởng giả đó lại sau khi khách khứa hội họp
say rượu nằm ngủ. Bây giờ lúc ấy bỗng chấn động lớn, 10.000 con cá cùng chết một ngày. Sau khi chết, chúng liền sinh lên cõi trời đảo lợi. Sinh lên trời rồi, chúng sẽ nghĩ, chúng ta vì những duyên thiện nghiệp gì mà được sinh lên trong cõi trời đảo lợi này. Chúng lại nói với nhau, chúng ta trước ở trong cõi giới phù đề, bị đọa vào loài súc sinh, thọ thân của loài cá. Con trưởng giả ta lưu thủy cho chúng ta nước và thực phẩm, là vì chúng ta chạy nói 12 nhân duyên sâu xa, đồng thời xưng danh hiệu Đức Như Lai Bảo Thánh. Do nhân duyên đó mà chúng ta được sinh lên cõi trời này. Vậy nên chúng ta nay phải đi đến chỗ của ông trưởng giả ấy để cúng dường báo ân. Bây giờ 10.000 vị thiên tử từ cõi trời đó lại xuống cõi giới phù đề đến nhà con ông trưởng giả Đại Y Dương Lưu Thủy. Con ông trưởng giả đang nằm ở trên lầu nằm ngủ. 10.000 thiên tử này đem theo 10.000 chuỗi ngọc trân châu phi diệu của cõi trời đặt bên đầu ông ấy. Họ lại đem 10.000 chuỗi ngọc đặt bên chân ông ấy. Họ lại đem 10.000 chuỗi ngọc đặt bên hông phải. Họ lại đem 10.000 chuỗi ngọc đặt bên hông trái. Rồi trời mưa xuống hoa mạn đà la, hoa đại mạn đà la ngập đến gối, với đủ nhạc cụ cõi trời phát ra âm thanh vi diệu làm cho những người ngủ say trong cõi chiếm phù đề đều thức dậy. Còn ông trưởng giả Lưu Thủy cũng thức dậy. 10.000 vị thiên tử đó bay đi trên hư không. Ở trong nước của vua Thiên Tự Tại Quang, khắp nơi đều mưa xuống hoa sen trời phía diệu. Cái thiên tử đó lại đến chỗ cũ, nơi ao trống không lại mưa xuống hoa trời. Rồi từ đây họ biến mất, trở về cung trời đáo lợi, theo ý tự tại hưởng thụ lâm dục của trời. Qua hôm sau, ở cõi giếng phù đề, vua Thiên Tự Tại Quang hỏi các đại thần, đêm qua, vì nhân duyên gì mà thể hiện tướng điềm lành phía diệu đã có ánh sáng lớn như vậy? Đại thần đáp, Tâu Đại Vương đó là chư thiên của trời đáo lợi. Ở nhà có ông trưởng giả tên Lưu Thủy, mưa xuống 40.000 chuỗi ngọc trân châu và hoa mạn đà la không thể kể xiết. Nhà vua liền bảo các đại thần, các khanh có thể đi đến nhà ông trưởng giả kia, dùng lời khéo léo khuyên bảo khiến ông ấy đến đây. Nhà đại thần nhận sắc lệnh của vua, liền đi đến nhà ông ấy, tuyên nói giáo lệnh của vua và ông trưởng giả đó. Lúc đó ông trưởng giả liền đến chỗ vua. Nhà vua hỏi ông trưởng giả, vì nhân duyên gì mà thể hiện điềm lành, điềm tướng như vậy? Con ông trưởng giả tâu, thần biết 10.000 con cá này, mạng chúng đã hết. Vì đại vương nói, nếu ông có thể sai người, xem xét việc đó có thật không? Bây giờ ông Lưu Thủy liền sẽ con mình đến chỗ cái ao kia, xem những con cá đó chết sống ra sao, để quyết định sự thật. Bây giờ con vâng lời đi đến cái ao đó. Đến ao rồi họ thấy trong ao ấy có nhiều hoa đại mạn đà la chất thành đống. Trong ao ấy các con cá đều đã chết. Thế rồi họ liền trở về thưa với cha mình, nhiều con cá kia đều đã chết. Bây giờ ông Lưu Tủy biết việc đó rồi là đến chỗ nhà vua tâu, 10.000 con cá đó đều đã chết. Nhà vua nghe rồi xin lòng hoan hỷ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo thần cây Bồ Đề Đạo Tràng, này thì nữ thiên, ngươi có biết con trưởng giả tên Lưu Thủy bấy giờ nay là thân ta, con trưởng thủy không nay là La Hầu La, con thứ thủy tạng nay là A Đan, 10.000 con cá lúc đó nay là 10.000 vị thiên tử. Vậy nên hôm nay ta vì những thiên tử ấy tờ ký đạo vô thượng chánh đạo chánh giác. Đại thần cây hiện nữa thân lúc ấy, nay là thân ngươi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ quyển 7.